Xin chào các em, hôm nay mình ngồi với em Tuệ Đan, 5 tuổi, thực hiện bài thực hành tiếp theo. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay như sau. Nếu bấm nút A thì trái tim hiển thị, bấm nút B thì hình vuông sẽ hiển thị, và bấm nút A và B thì cái hình áo sơ mi hiển thị. Sau đây mời em Tuệ Đan sẽ viết chương trình. Xin chào các bạn. Trong chương trình chúng ta là có ba cái sự kiện bấm nút A và nút B, và sự kiện thứ ba thì em tuyệt đoán vào chỗ input và chọn là cái khối lệnh là on bottom A cộng B break, tức là khi mà hai cái nút A và B bấm thì làm việc gì. Khối thứ nhất là bấm nút A thì trái tim hiển thị. Khối lệnh tiếp theo đó là bấm nút B thì hiển thị hình vuông. Hiển thị hình vuông. Em Tuệ Đan hiển thị hình vuông. Rồi em Tuệ Đan chọn cả ba khối lệnh luôn, rồi sau đó chọn hình sau. Rồi. Rồi trái tim rồi. À trái tim rồi. Làm theo yêu cầu. Rồi. Sẽ là hình vuông. Có không? Hình vuông. À, em thì đang không muốn hình vuông. Chọn một hình khác. Rồi. Sau khi hoàn thành chương trình thì em Tuệ Đan tiến hành gắm cái bộ lập trình vào để nạp chương trình vào. Và em Tuệ Đan đã chọn vào đó là micro bit, có nghĩa là cái bộ kích. Và hình ảnh như thế này là đang nạp chương trình. Các bạn đợi trong giây phút, quá trình nạp đã thành công. Và em Tuệ Đan bấm phím B, phím A và hai phím. Rồi. Đấy, mình anh xin test lại cho anh mấy em xem một lần. Thứ nhất là bấm phím A thì hình trái tim tương ứng với cái lệnh đầu tiên, đây là on bottom A break, đây là trái tim. Cái thứ hai là bấm phím B tương ứng với khối lệnh thứ hai là on bottom B press, tức là là hai cái số. cái hình các bạn thấy như trên đây. Và cuối cùng là bấm đồng thời cả hai, bấm đồng thời cả hai thì ra chữ ra cái áo sơ mi và tương ứng với cái khối lệnh như các em thấy là on bottom A cộng B break, tức là A và B đây break. Như vậy thì chương trình chúng ta đã hoàn thiện và kết thúc. Các em thấy lập trình có khó không? Hoàn toàn không khó, rất là dễ. Em bé Linda 5 tuổi đã thực hiện hoàn thành cái chương trình này. Bye bye các bạn hãy subscribe nhé. Hay quá. Chúc các bạn một kỳ nghỉ ở nhà tránh bệnh COVID-19 an toàn. Xin cảm ơn các em. Bye các bạn.